Ờ, giống như nó phá cái gì đó, phải không? Rồi mình chạy cái đó là nó sẽ phá cái gì đó, phải không? Như tự cắt tỉ nè. Nè, rồi bỏ vô đi. Ê, nè, dịch đá dịch đá dịch đá dịch nè. Rồi bỏ xuống, rồi nó đập một cái, bật một cái luôn nha. Làm cái đi. Đó nó sẽ vậy. Giống như mình muốn phá cái gì đó, tự động nó sẽ chạy cái đó, mình chạy trên số mũi nè, nó chạy qua chạy lại, chạy qua chạy lại. Giống như đính cái nhãn á, mình đính cái nhãn á, nó sẽ chạy vậy đó. Chạy qua chạy lại. Mình không cần thấy mà giống như là mình đính cái gì nè, không biết cái gì đó, phải không? Mình sẽ đính cái đó. Đạp cái nè, lấy tay à, đạp nè, tự cắt luôn, đạp rồi buông rồi ra là tự lại tự cắt luôn, như đính mẹt á chị, đính mẹt nó vậy đó. Có nhiều chức năng lắm mà mình xài thông dụng cũng giống như kia, cắt chỉ thôi nè, bấm tại nó có chương trình nè, bấm qua nào sẽ chạy, bấm qua bấm lại để kêu anh Kiệt đóng rồi. Kiệt Kiệt đóng cái này dùm mình cho anh Kiệt đóng dùm cái đầu lại này, nó may bao nhiêu vòng hả? Hai vòng. Còn cái số mũi, cái số mũi mình sẽ bấm trên màn hình ha. Số mũi thu vào mình muốn 4 mũi, có nghĩa là mình muốn dài ra hơn á. Chưa. Muốn dài hơn. Cái đó nó thiếu cái đồ đánh suốt, nhỏ vậy rồi đi bữa người ta liền tra thì phải cuộn cuộn dưới rồi nhỏ phải gắn vô. Là... bên đây nè, bên đây nè cái đầu sao chỉ vô kìa. Cái đầu sao chỉ bên đây nè. Ừ đó. Ừ. Nó gắn vô. Vậy anh kiếm đồ, kiếm đồ gắn giùm em cái. Tính em 6.3 thôi đúng không? Hả? Tính em 6.3 thôi đúng không? 6.3. 6.3. 6.3. Quản lý là bớt chị bớt chị 6.3 được không? Chị đâu? Chị là cái giàu dòng nào chị Zalo với ai vậy anh này hả? Dạ hôm qua là chị nhắn tin với em. Ôi 6.3 đi anh chỗ qua cho em. Chị ở đâu, lần quận 6 hay quận 1? Quận 6. Quận 6 hả? Em học ở ngoài quận 1 thôi. À là học bên Thạnh Ngọc hả chị? Học bên Thạnh Ngọc. Giới thiệu qua đây cho nên là em yên tâm là em khỏi đi tìm hiểu chỗ khác nữa, đi thẳng qua đây. Cái này học bên kia thì mình đánh suốt rồi, đánh suốt rồi, nghĩa là chịu ngon hơn mấy cơ chứ. Chị bỏ lên lại tự đánh suốt luôn. Đấy, chạy vậy lại. Chạy lại. Quay lại chạy đi. Quay cái gì? Quay miếng nhảy bỏ vô chạy đi cho nên nó quay. Bỏ vô hai đó. Là nó tự đánh suốt luôn. Mình cứ còn gắn lên. Đánh bên hồng là đúng không? Đúng không? Cũng vẫn ở trên đây, trên đây à, tại vì máy cơ của ảnh là máy cơ của thầy Ngọc là toàn motor liền trục không à, motor liền trục cái này nó sẽ nằm ở vị trí đúng rồi, đúng rồi. Nó đi lên đây tại vì motor thầy Ngọc là toàn motor liền trục á, thầy Ngọc ở quận 3, thầy Ngọc quận 1 hả, quận trả về cái mình không chức năng thầy bấm qua cái chức năng này. Nó nhiều quá ha, bao nhiêu chức năng vậy rồi làm sao biết trời. Không, cái này là khi nào nói chung là chỉnh sẵn cho chị mới tập may á, là tắt hết những cái chế độ đó luôn. Còn mình có kênh YouTube không? Có kênh YouTube. Ờ, có lên chỉnh thì tìm hiểu được không? Không hiểu. Cứ gọi Zalo thì hướng dẫn cho nhanh. Gọi một cú điện thoại đi là xử lý hết. Cứ gọi Zalo là hướng dẫn cho nhanh. Trời đó. Bình thường chưa? Nó bình thường rồi phải không? Gieo con máy để mà phòng chất lượng không? Em cần lại nữa chứ em còn cái đó là thì mình còn mua. Còn tôi dày là đây ha, tôi dày là đây nè. À, cái này thì giống như cái này. Thì trước cái chuyện sao mình có thể kiếm ra. Mình làm quen thì cứ bỏ cái giò lên đây, bỏ cái giò lên đây hoài. À, lấy thùng đó được. Như thầy là thầy dạy đó là thầy sẽ cho sai đục bổ đục đồ đời gì trước về ông còn yếu á, dạy cũng biết còn yếu á, đồng từ máy cũng nhiều á, thấy chuối cắt giấy rồi dạy mấy cơ dễ luôn, thấy đỡ một tí nữa thì nhà này không trồng. Cái bản điện tử á, thì xíu nữa em sẽ làm cái video nhỏ rồi em gửi qua Zalo cho chị. Không, cái này dễ lắm. Rồi có gì thì em sẽ gửi qua. Anh cho em hỏi nha, thường thường may vải màu trắng tại sao lại có hay những cái trường hợp mà nó bị nhiễu dầu đồ này nọ? Cái đó là nói chung là để mình nói ha. Nè, nói chung là đúng không? Máy là buộc phải có dầu, chỉ không có dầu là nó sẽ bất cứ máy nào vậy ha. Máy là nó sẽ có cái dầu qua đây ha. Dạ. Nó sẽ có dầu qua đây nè. Nè, có nút dầu là nó sẽ qua, phải không? Dạ. Mình sẽ làm cho hạn chế qua thôi, phải không? Chứ nó không qua là nó xô khô. Nếu mà lỡ xô mình mang trắng buộc mình phải vệ sinh sơn nhá. Có nghĩa là mình phải chùi sơn mấy cái này cái đi, chùi giống như trước khi mình mang hàng trắng đó, phải không? Ví dụ mình chùi vậy đi, phải không? Là nó sẽ không lên. Thứ hai mình mai qua đêm thôi, mình có mình chắc miếng vải. Mai qua đêm là sao? Giống như mình mai có nghĩa là tới chiều mình phải nghỉ rồi, mình đâu có mai nguyên đêm đâu. Là mai tới tối á? Là có nghĩa mình mai tới chiều mình nghỉ á, mình mai tới chiều mình nghỉ đúng không?
đợi đợi xíu anh. Em thua em sợ lắm, mấy chừng nào em sử dụng cái mát nó nghe bay qua đêm. Ý nói ví dụ mai, có nghĩa là nói chung là vậy cho dễ hiểu đi. Có nghĩa là mình không may nữa đi. Tới khi mình không may nữa, nó sẽ kiếm miếng giải nào đó, phải không? Mình giải cho nhịp này lên. Mình bỏ vậy nè. Đúng không? Ừ. Mình bỏ vậy nè. Khi mà qua đêm á, qua đêm nó thường thường mấy cái này nè, nó có xương, giống như tự động nó có xương là lạnh á, nó có xương là đúng không? Nó sẽ, nếu mình không bỏ giải thì sáng ngày nó xét dữ lắm nha. Máy nào vậy? Nó xét. Giờ mình bỏ đây nè. Sáng ngày mình lấy ra mình may luôn, mình khỏi cần vệ sinh gì hết. Cho kỹ máy mình. Là nó hút tham, là hút dầu vô trong đó luôn. Trong công ty thường là bắt buộc phải bỏ vậy nè. Trong công ty may bắt buộc phải bỏ vậy nè. Không bỏ là sáng ngày vô ngồi lao chết luôn, may hàng trắng đưa vô đầu kéo là nó dính không bao giờ hết luôn. May còn tới trưa nó vẫn dính. Đặc biệt mấy cái đầu dây kéo, cái này nè, đầu dây kéo thứ này nè, nó đưa vô hả, nó bắt nó lao lao hoài nhưng mà tới trưa nó vẫn còn dính, nó dính nát lắm. Nhưng mà bỏ vậy nó không dính nè, đó đứa nào mà quên vậy là vô là nó trừ tiền liền luôn, trong công ty trừ tiền hồi đó, tại đó là công ty biết mà. Đó bỏ vậy nè, cái mình cắm kim xuống vậy nè, sáng ngày mình lấy ra thấy là nó dính này, nó không có ấy phải không, còn không mình không ấy là đưa vô là dính hoài là không ra luôn. Vậy là cái máy tơi tụi em học thì không có phải làm như vậy, là tại sao vậy? Thì đó, không bị cái đó là nó bị hoài luôn, sáng ngày vô đưa hàng trắng vô dính liền lao tới trưa cũng không hết được cái đó. Nếu mà sau này để ý tự mình làm, tự biết cái máy của mình ngồi mình xử lý, mình khỏi cần nói ai đó, mình xử lý chuyện của mình để vậy. Người ta không biết tập xuất chỉ một lần được không? Là chỉ là cho em xuất chỉ của cái này được không? Là cho thêm mà. Không phải cho em tập thử á. Test bây giờ á. Được chứ, giúp kim nha. Đấy là cho chị tự xỏ cái vô cái con suốt á hả? Đánh vào đánh suốt, đánh sao đánh đi. Mình đánh đi. Kim thì xong rồi còn qua cái đồng xu này. Cái này giống cái máy cơ của thầy Ngọc luôn á. Nó chỉ khác nhau cái chức năng thôi. Khác nhau là còn là cái sọ chỉ với lại cái cách vận hành máy thì nó như nhau hết. Bây giờ xong là đi giao cho chị luôn phải không? Dạ. Là chị về là chạy qua luôn đúng không? Dạ, đúng xong rồi. Này là chị về phải không? Dạ đúng rồi. Chở qua giao xong rồi cái là em đi qua bên thầy Ngọc học. Em học buổi trưa. Dạ, sáng giờ không có đi học phải không? Dạ đúng rồi. Chị sỏ đúng rồi đó, quá hay. Sỏ vậy là trước giờ có sỏ rồi. Chị xài máy cơ học 5 tháng thôi mà. Phải không? Dạ. Bộ sỏ rồi nó có một cái sự khác nữa hả? Không, nó giống nhau hết đó chị. Bà thấy chị sỏ dừng diễn á biết không? Chị sỏ nhanh hơn em nè. Rồi, cái này lòng nhau và xuất chỉ nha. Xuất chỉ nè, giống nhau cái dễ hơn. Tập này qua nè. Lúc nào mình cũng phải để thầy chỉ giống màu đó là một cái để may, một cái để suốt. Chỗ này cái này chạy qua liền. Cho nó vô, nhớ cho vô kẻ này nha. Rồi quấn vô thôi nha. Quấn vậy thôi. Rồi, giờ bật cái này vô. Đúng rồi. Bật vừa thôi, thu trong quá trình máy, tất cả máy đều bật vậy. Vừa thôi, cho nó có cái mở tại bật nhiều khi nặng quá. Cái này nè, nó không dính được phải không? Dạ. Còn cái bà bên kia vậy nè, bật vậy nè. Bật vậy nó có cái hở nhưng mà hồi lúc này nó bật ra dễ hơn. Chứ mình đừng để sát quá, sát quá nó nổi lên nặng. Rồi bây giờ mình xong nữa ha. Rồi xỏ vô rồi chạy thử nữa, chạy đi. Tắt máy rồi không? Tắt máy rồi. Mình sẽ bắt đầu khởi động lại. Rồi khởi động lại. Bật lên rồi. Rồi lái hả? Không, khách anh. Khách. Nhiều em lái lắm sao? Khách. Không, ý là hỏi cái máy kia. Cái máy kia. Đang nói rồi. Sẽ chỉnh theo vẫn để rồi xả kim vô là may thôi chị. Không, em muốn đạp thử cái xuống ta. Chị đạp đi là xuống nó tự nó chạy á. Đó nó đang quấn vô đó thấy không? Dạ thấy. Em muốn chỉnh tốc độ nhanh hơn khi xuống nữa thì mình bấm không? Không, cái này nó theo cái tốc độ của chạy chị chạy á. Tốc độ mình chạy á là mình đạp nhanh đi. Đạp nhanh là nè. Nó không có nhanh hơn. Nhưng mà trong quá trình mình may là mình bỏ xuống tay rồi. Trong quá trình mà bỏ suốt này hội đầy hết suốt này là mình có suốt này mình thay thế vô chứ. Là nó đầy nó tự nó tắt. Hiểu không? Là chị vừa may là nó sẽ tự đánh suốt luôn. Mình bỏ giải mình may nè. Mình sẽ bỏ con suốt, lát nữa cho mình mấy con suốt dư. Đúng không? Lát nữa sẽ cho linh kiện mình là thêm mấy con suốt dư. Lát nữa mình vừa may là mình đánh đây đầy, lát nữa hết. Con trong này hết là mình lấy con này. Mình bỏ vô, lấy con này bỏ lên đây là mình bật vô mình đánh nữa.
là có suốt mình may á, chứ đâu mình ngồi đánh không vậy chị, mất thời gian cái gì đó giờ em đánh không vậy không đó, ví dụ rồi đang may hết thì em sẽ đi qua em vậy cực lắm. Nhưng mà lát nữa mình cho mốt sau này mình về nhà anh may là mình sẽ bỏ con suốt ở đây nè, đúng không? Mình may lát nữa mình may hết suốt này thì con suốt này nó trong quá trình nó đầy rồi thì mình lấy mình gắn vô thôi. Đây là gắn vô luôn. Ừ. Còn đó tại vì vừa may vừa đánh suốt được luôn. Thì nó vừa may vừa đúng đánh rồi. Suốt nó cái kia cũng vậy nữa. Nó bị khi mà vậy. Đánh suốt là phải cầm cái cầm chỉ này lại hoặc là quấn cái dây này nó không có bị rối. Nó còn cái dây cái này thì nó là đánh sẵn luôn nên không có cần phải đánh suốt kiểu cơ kia. Là chị vừa may là trên này nó sẽ đánh suốt luôn, đánh đầy rồi nó à. Sẽ tự ngưng. Khi mà em suốt thì em phải lấy cái sợi chỉ này ra. Không, nhưng mà vừa may là nó tự vừa đánh cho mình luôn, không cần phải lấy đâu. Nếu mà trong trường mình đang may bình thường á là nó sẽ tự đánh. Mình cứ để đó mình may đi. Còn cái này khi nào nó đầy nó bật ra thôi. Ừ. Là lúc nào cũng để hai con chỉ giống mày. Là nó đúng rồi, là nó tự đầy là nó tự nó bật ra. Nó đánh đầy là tự nó bật ra. Chỉ dưới thì mình siết nhẹ này vô siết theo chiều kim đồng hồ nè, siết nhẹ vô xíu. Còn con sốt dưới đã cân bằng rồi mình thổi cân nhịn. Chứ siết vô rồi xả ra, siết vô xả ra thôi. Em lấy cái này.